xu hướng nhuộm tóc với 7 màu rực rỡ của cầu vồng bắt nguồn từ năm 2014 cho đến nay vẫn được các ngôi sao giải trí của thế giới ưa chuộng. 6 tháng đầu năm tại Việt Nam, xu hướng làm đẹp này đã được các nghệ sĩ Việt ngày càng yêu thích và liên tục sử dụng để thay đổi phong cách của mình. Không phải đến tận bây giờ trào lưu tóc mang 7 sắc cầu vồng mới có mặt tại Việt Nam, nhưng thời điểm 6 tháng đầu năm 2015 vừa qua đánh dấu sự bùng nổ và sức lan tỏa mạnh mẽ trong showbiz Việt. Có thể điểm qua những gương mặt đi đầu trong xu hướng thay đổi màu sắc liên tục cho mái tóc của mình như Sơn Tùng MTP, Thanh Duy Idol, Tóc Tiên, Bảo Thi, Chipu. Đối với các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những tín đồ thời trang, thì sự thay đổi của mái tóc đóng vai trò như một món phụ kiện giúp nổi bật cá tính và phong cách riêng của từng người. Sau cơn sốt tóc vàng, tóc đỏ, đỏ tím thì mới đây nhất, không chỉ các nghệ sĩ mà cả giới trẻ Việt cũng đang rất ưa thích trào lưu tẩy tóc và nhuộm những màu sáng rất lạ mắt, độc đáo như bạch kim và xám tro. Bản thân mái tóc sáng màu như vậy đã có khả năng lột xác hoàn toàn cho diện mạo mà không phải trưng diện quá cầu kỳ.